Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tố. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream và công thức bí kíp thu hút tiền bày cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Đây là một công thức được tạo ra bởi doanh nhân Miss mình Ngọc Thanh Tú và Thư, người đồng hành cùng các anh chị. Trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu Thư. Họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị ăn kiếp và tham dự của chúng ta các anh chị nha. Các anh chị hãy tác những người bạn thân yêu của mình gia đình thân yêu của mình những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có chỉ đơn giản là muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống thì hãy tác họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha rồi thư cũng xin một vài phút để tác những người bạn thân yêu của mình gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị Rồi hôm nay các anh chị có thành công gì thì hãy comment lên khung chat để thư cung ăn mừng với các anh chị để cho chúng ta được như thế nào ạ? À. à thành công của chúng ta nối tiếp thành công các anh chị ha? Để thành công này là nền tảng cho thành công tiếp theo các anh chị. Khi chúng ta tập trung vào thành công thì sao ạ? À. Thì thành công của chúng ta mở rộng ra các anh chị nha. Rồi rất là tuyệt vời. Anh chị nào đã uh, xong, các anh chị nào đã tác xong những người bạn của mình rồi thì hãy uh, comment xuống số 1 cho thư thấy nha. Hôm nay các anh chị đã bỏ thực hành thói quen của người thành công đó là bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính của mình chưa? Nếu chưa thì các anh chị hãy lấy ngay ra cái hũ quỹ tự do tài chính của mình lấy ngay ví của mình ra chọn lấy một tờ tiền và bỏ vào trong quỹ tự do tài chính của mình à và sẽ tuyệt vời hơn nữa tuyệt vời nhất là sao ạ à? anh chị chọn lấy một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất bỏ vào trong quỹ tự do tài chính của mình các anh chị nha à chúng ta tập trung vào số dư thì số dư mở rộng tập trung vào tương lai tài chính huy hoàng của mình tập trung vào tự do tài chính của mình thì tự do tài chính của mình mở rộng rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành một thói quen của người thành công đó chính là ra quyết định các anh chị sẽ cùng thư nhắm mắt lại 30 giây và nghĩ về cái kết quả các anh chị mong muốn, muốn khi mà tham gia cái video cái chuỗi live stream này các anh chị nha rồi chúng ta à, cùng nhau thực hành ha các anh chị Rồi, các anh chị chúng ta cùng nhau ta ra quyết định nha. Rồi các anh chị quay trở lại chỗ ngồi của chúng, của chúng ta ha Chỗ ngồi của mình các anh chị à, Thì trước khi mà vào nội dung của chia sẻ Thì Thu có một cái lưu ý nhỏ muốn nhắc cho chúng ta Cùng được à, nhớ các anh chị ha thì, Tại vì có thể là hôm nay có những anh chị mới Mới tham gia ngày đầu luôn Đúng không ạ? Thì đây là một công thức thật được chia sẻ thật Được ứng dụng thật Không phải chỉ riêng bởi doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tối Mà còn bởi rất nhiều các anh chị là doanh nhân thành công Trong câu lạc bộ và trí tuệ ưu tố của chúng ta các anh chị nha à, hôm nay chúng ta sẽ đi, đến với cái bí kíp tiếp theo ở trong những cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức các anh chị thì các anh chị nào có nhớ là chúng ta đã đi qua bao nhiêu bí kíp rồi không ạ à, anh chị nào nhớ thì có thể comment lên công chat cho thử thấy ha các anh chị ha À, chúng ta đã đi qua 11 bí kíp rồi các anh chị hôm nay chúng ta đến với bí kíp số 12 các anh chị ha thì bí kíp số 12 đó là gì ạ à hãy sử dụng trí tuệ sống và tiền sống các anh chị ha. Đó là bí kíp số 12 các anh chị. Hãy sử dụng trí tuệ sống và tiền sống. Vậy thì à các anh chị có anh chị nào đã biết là trí tuệ sống là như thế nào không ạ? À tiền sống nghĩa là gì? À anh chị. À thì đây là cái tư duy của người Do thái các anh chị ha. Tư duy của người Do thái họ bảo như thế này. Họ rất là quý trọng và tôn trọng những người mà có học thức và có kiến thức có bằng cấp. Nhưng tạo ra được của cải vật chất và tiền. À, chứ họ không có quý trọng những người mà các anh chị à, tức là những người họ không tôn trọng hay là kính nể những người mà nhiều kiến thức à, nhưng lại không có tiền. Có nghĩa là sống ở trong một cái ngôi nhà bốn bức tường và họ người người ta có một cái câu nói rất là nổi tiếng các anh chị hai trí tuệ sống là trí tuệ tạo ra tiền bạc trí tuệ tạo ra tiền bạc và của cả vật chất còn trí tuệ không sống không sống là thư đang dùng cái ngôn từ tích cực một chiều các anh chị ha không sống có nghĩa là là ấy ấy đó trí tuệ không sống là trí tuệ giống như là những người mà có trí tuệ uh, các anh chị những người có trí tuệ không sống là chỉ là con lừa cổng sách vỡ trí tuệ không sống là giống như con lừa cổng sách vỡ thôi các anh chị ha những cái trí tuệ nào mà những cái kiến thức nào mà giúp cho các anh chị tạo ra được tiền thì nó được gọi là trí tuệ sống, còn không giúp các anh chị tạo ra tiền thì nó là trí tuệ không sống. À những cái trí tuệ nào mà giúp cho anh chị tạo ra của cải vật chất, sức khỏe hay là mối quan hệ thì là trí tuệ sống đó mà. À, à trí tuệ sống có nghĩa là nó phải tạo ra kết quả các anh chị nha. Có rất nhiều người à, họ bảo rằng là tôi rất là giỏi, tôi cái gì tôi cũng biết hết, học rất là cao, tôi học sâu hiểu rộng, rồi đọc rất là nhiều sách nhưng mà nếu như mà đã giỏi rồi á các anh chị, đã giỏi rồi á mà không có giàu á thì được gọi là trí tuệ gì ạ? À? à trí tuệ không có sống. Trí tuệ à, rồi trí tuệ cho nhiều vào à, cho cố vào mua xong luôn các anh chị cái gì cũng biết cái gì cũng có chỉ có điều là không có tiền à chỉ có điều là chưa có tự do thôi chưa có tự do tài chính thôi thì trí tuệ sống các anh chị ha có nghĩa là anh chị phải sử dụng được cái trí tuệ đó và các anh chị tạo ra được tài sản à thì gọi là trí tuệ sống các anh chị ha nên là Thư muốn nói với các anh chị rằng là những cái kiến thức mà các anh chị đã học á, anh chị đã từng học nếu như mà anh chị không ứng dụng à, anh chị không tạo ra được kết quả thì sao ạ à? Thì nó gọi là trí tuệ không có sống. Mình không thể nào mình nói là mình biết rồi tôi biết rồi nhưng mà mình không tạo ra được kết quả các anh chị à mình nói là mình à, tôi biết rồi nhưng mà thì mình phải tạo ra được kết quả. Nếu như mà chưa tạo ra được kết quả thì sao ạ? À? học lại các anh chị nha. À có nghĩa là là chưa biết gì đâu nên tốt nhất là học lại à, giờ học lại để mình biết mình ứng dụng cho có kết quả. Chứ các anh chị thấy trong nhiều ngày vừa qua từ ngày từ những ngày đầu tiên các anh chị thì thư luôn nói với các anh chị rằng là chúng ta học phải ứng dụng và mỗi ngày thư đều hỏi các anh chị à, là ứng dụng chưa? bây giờ các anh chị ứng dụng cái này nè cái cái này à những là trước giờ trong những ngày vừa qua chúng ta đang ứng dụng anh chị mình hãy hình dung tưởng tượng khi à mình có tư duy triệu phú mình là một cái người triệu phú và mỗi ngày các chị có cuộc sống như là một người triệu phú đô la các anh chị ha đấy à, nào là buổi sáng buổi tối buổi trưa chúng ta nghe rất là nhiều về cái tư duy của những người triệu phú các anh chị ha à, và cái cách những cái thói quen mỗi ngày của những người triệu phú là cách những cái cách mà đặc biệt là cách ứng xử của họ và những cái suy nghĩ của họ khi đứng trước những cái sự việc thuận lợi à, hay là không thuận lợi thì họ sẽ xử sự như thế nào họ có những cách nghĩ như thế nào về tiền rồi tư duy của họ ra sao là mình đã được học hết rồi các anh chị ha mình đã được học trong những ngày qua rồi mà mình đã được học cùng với câu lạc bộ cùng với nhóm học tập những ngày vừa qua vậy thì bây giờ nhiệm vụ của các anh chị là mỗi ngày làm gì ạ à? à chúng ta cần phải đóng vai mình là một triệu phú các anh chị và ứng dụng từ những cái việc nhỏ nhất khi mà làm việc mình hỏi À, khi mà làm việc mình hỏi xem một cái người triệu phú á, thì họ sẽ làm cái việc ấy như thế nào khi mà mình nói chuyện mình đang học mình đang học à, mình phải hỏi xem là một cái người triệu phú đô la họ sẽ nói chuyện như thế nào khi mà các anh chị hành động cái gì đó thì anh chị hãy hỏi là hỏi xem a à, một người triệu phú đô la họ sẽ hành động ra sao rồi nếu mà có một cái triệu là một triệu phú Thì người ta sẽ ăn mặc như thế nào? À, người ta sẽ đi đứng như thế nào? Người ta có những hành xử gì? Còn nếu mà các anh chị không biết Hay là không biết cách để xử sự, sự giống như họ Thì làm sao ạ? À? à thì mình cần phải mở vỡ ra Mình mở vỡ ra các anh chị ha À tại vì sao ạ? À? Mình chép rồi mà mình chép trong vỏ mà đó là vì đó là, vì, đó là vì lý do vì sao á mà Hư mới nói với các anh chị rằng là chúng ta à đã từng chia sẻ với các anh chị về cái chép livestream một cái bộ cái công thức quyền năng các anh chị ha một cái công cụ quyền năng ở trong câu lạc bộ của chúng ta đó các anh chị à để cho các anh chị tất cả các anh chị mà đạt kết quả ở trong câu lạc bộ chúng ta đều đi qua cái bước này đó là phải chép livestream các anh chị ha thì À, chép livestream từng câu từng chữ thì đó nó trở thành cái cuốn lời giải của các của mình các anh chị là cái cuốn lời giải của mình ví dụ như hồi trước chúng ta đi học học văn đúng không các anh chị thì những anh chị nào mà chưa có ý tưởng à, thêm bị bí thì chúng ta thường có thể làm gì vậy? à chúng ta mua văn mẫu về chúng ta đọc trước để chúng ta có thêm những cái ý mình làm cho cái bài văn của mình nó phong phú hơn ý tưởng của mình nó có thể phong phú hơn các anh chị ha hay là cùng lắm là sao ạ à? mình học thuộc cái bài văn đó rồi mình mình chép y chang mình vào phòng thi mình vào làm bài mình làm y chang lại như vậy đúng không ạ thì có một cái mẫu có một cái à, cái cẩm nang một cái bí kíp cho mình hay là mình muốn làm toán những có có những cái bài toán mà ở trong sách giáo khoa mà mình muốn chuẩn bị trước mà mình chưa được học thì sao ạ à? à mình tham khảo tham khảo trong sách giải các anh chị ha đâu mà à? thì nó có lời giải không biết thì mình xem các anh chị rồi nếu mà bây giờ à, anh chị đặt câu hỏi là nếu như mà mình làm một triệu phú thì à, người một người triệu phú của người ta sẽ làm gì khi mà đứng trước một cái trường hợp như thế này thì nếu mà chúng ta không có câu trả lời mà bây giờ mình cũng không có cái cuốn lời giải luôn không có ghi luôn các anh chị à nếu mà mỗi ngày chúng ta nhớ Đúng là gì ạ à? phải ghi chép các anh chị nhà học ở trên livestream, trên uh, trong các buổi chia sẻ rồi thì một ngày mình vẫn phải sắp xếp một cái khung thời gian để mà mình ghi chép lại, xem lại các anh chị. Tại vì nhiều khi á ở trên Zoom á uh, nói thì anh chị ghi nhưng mà anh chị chỉ kịp Nốt lại những cái từ khóa thôi Những cái keyword thôi Chứ chưa có ghi được trọn vẹn đầy đủ ý Nên là mình cần phải ghi chép lại Để khi mà các anh chị cần uh, Các anh chị, anh chị ghi chép từng câu từng chữ trước Khi mình cần thì sao à Mình dỡ vỡ ra mình xem đúng không ạ à? Để khi mà mình đứng trước Một cái sự việc nào đấy uh, Thì mình hỏi rằng Mình tự hỏi Một cái người triệu phú người ta sẽ nghĩ suy nghĩ ra sao sẽ sẽ xử sự như thế nào, hành động như thế nào. Khi mình có cái lời giải mà liên tục khi mà các anh chị mình làm theo cái lời giải, mình làm tới đâu, mình đều làm theo những người thành công. Bởi vì mình có cuốn lời giải thì rất là nhanh chóng các anh chị nhà, rất nhanh chóng một thời gian sau chúng ta sẽ tạo được cái kết quả của một triệu phú đô la nên là thành công nó không có một cái bí kíp nào mà nó quá khó đâu các anh chị nó chỉ là những cái hành động nhỏ nhưng mà những cái hành động nhỏ và đúng đắn các anh chị ha đúng đắn nhỏ và đúng đắn được lặp đi lặp lại mỗi ngày thì các anh chị sẽ rèn luyện nó một cách gì không? à có kỷ luật và đều đặn chúng ta sẽ tạo nên kết quả các anh chị. Quan trọng là chúng ta phải nhất quán, phải kiên trì học tập và ứng dụng nhất quán với mục tiêu của mình. Còn mà mới có một tháng, hai tháng rồi hỏi là em ơi sao chị chưa có một triệu đô? Ờ, em ơi sao chị chưa nhận được kết quả như mọi người? Em ơi em ơi, vân vân là không có chuyện gì xảy ra các anh chị. Thay vì mình tốn thời gian đặt những cái câu hỏi không hỗ trợ cho sự thành công của mình thì anh chị hãy tập trung vào mục tiêu của mình và cứ đi tiếp tiến tới cái vị trí cái hành trình nó là cái hành trình của tất cả những người thành công họ đều đi qua thì mình muốn đi đến thành công thì đó cũng là cái hành trình mà các anh chị phải đi còn thời gian là bao lâu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của các anh chị mỗi cá nhân khác nhau sẽ có những cái kết quả khác nhau anh chị và cái kết quả à, nó đến từ cái sự nỗ lực của mỗi người có người thì 6 tháng có anh chị thì 18 tháng có anh chị là một năm có người hai năm có người hai năm rưỡi ba năm phụ thuộc vào các nhiệt kế tài chính hiện tại nữa tại vì anh chị nào mà hiện tại chúng ta có những cái mức thu nhập vài trăm triệu vài tỷ trở lên thì các thì khác với những anh chị nào đang có mức thu nhập là vài chục triệu hoặc là vài triệu theo anh chị những anh chị ở đây có cái mức thu nhập vài trăm triệu hoặc vài tỷ một tháng trở lên cái nhiệt kế tài chính của họ cao như vậy thì theo anh chị trước đó họ có nỗ lực không ạ để để họ lên được cái nhiệt kế đó thì theo anh chị à trước khi mà họ đến với câu lạc bộ để ứng dụng cái bộ công thức cấp số nhân này à cấp số nhân uh, nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 nhân 10 thì theo anh chị những cái anh chị mà có thu nhập vài trăm triệu hoặc là vài tỷ một tháng họ có nỗ lực không ạ? Có chứ. Đâu phải tự dưng là đùng cái ra kinh doanh mà à, ông trời á ổng không công bằng với mình thì à, mình có vài chục triệu, có một người ta thì có vài trăm triệu. À, người thì các anh chị biết là người ta rất nỗ lực các anh chị nha, nên là bây giờ khi mà người ta gặp câu lạc bộ thì cái tốc độ thành công của người ta nó được rút ngắn lại, tại vì trước đó người ta nỗ lực rất là nhiều rồi. còn một số anh chị vào đây mà cái thu nhập của mình Với có vài chục triệu, vài triệu thì mình phải nỗ lực nhiều hơn chứ mình đừng có tự ti hay là mình tự ái là mình không vui à là mình có cái xuất phát điểm à, người khác có xuất phát điểm tốt hơn mình và và không có chắc là mình không bằng đâu vân vân thì các anh chị ơi mình phải nỗ lực hơn chứ anh chị sinh ra cho một gia đình không giàu không giàu có thì không phải là lỗi của mình hay là ba mẹ của mình nha các anh chị nhưng mà để mình ra đi trong một cái hoàn cảnh mà không giàu có đó là lỗi của mình các anh chị nha tại vì mình không à mình không được lựa chọn nó sinh ra và bố mẹ mình là ai nhưng mình được lựa chọn cái tương lai và cái cuộc sống của mình như thế nào bằng cách là anh chị phải thay đổi nó từ ngày hôm nay nhưng những anh chị chúng ta có cái thu nhập vài trăm triệu hay là vài tỷ thì chắc chắn là những anh chị đó uh, khi mà học tập và phát triển ở cùng với câu lạc bộ thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn và cái thời gian anh chị đấy đi đến những thành công những cái mục tiêu anh chị đó đặt ra cũng nhanh hơn tất cả những anh chị còn lại nhưng mà không có nghĩa là chúng ta những anh chị khác thì bảo là chắc mình không bằng đâu tại vì các anh chị biết là câu chuyện của doanh nhân mới xanh tú rồi đúng không người tạo ra câu lạc bộ này người tạo ra cái bộ công thức này, này các anh chị khi mà đến bắt đầu cái hành trình phát triển bản thân thì Miss Thanh Tú không có công việc, không có thu nhập, không có quan hệ, không có tài chính, tất cả đều không các anh chị. À, bắt đầu bằng mọi thứ bằng con số 0 luôn các anh chị nha. Nhưng mà bây giờ thì Miss Thanh Tú đã có một cái kết quả rất là bất ngờ. À vậy thì bí kíp của Miss Thanh Tú là gì? À Thư sẽ tiết lộ cái điều này cho các anh chị ở trong livestream tiếp theo các anh chị Vì bây giờ cũng đã hết thời gian rồi các anh chị ơi à, Cũng không còn sớm nữa Thì Thư cũng xin chúc cho các anh chị là à, Ngon cho niệm thành công và giàu có hạnh, à, hạnh phúc Và ngày mai các anh chị thức dậy trong hoang hoan Thì các anh chị trước khi kết thúc Thì chúng ta hãy biết ơn, hãy cảm ơn à, Chính chúng ta các anh chị nha Tại vì chúng ta rất là xứng đáng với sự thành công và giàu có à, chúng ta mỗi ngày đã tiếp nạp thêm những cái kiến thức mới tư duy mới gia tăng giá trị nội tại của mình lên và đi thuận theo quy luật phát triển của vũ trụ đó chính là sự à, thuận theo quy luật của vũ trụ đó chính là sự phát triển đi lên các anh chị rồi rất là tuyệt vời à thư biết ơn và cảm ơn các anh chị đã có mặt cùng thư trong cái chuỗi cái buổi livestream ngày hôm nay à hẹn gặp lại các anh chị vào buổi dâm sáng m... sáng mai lúc 4 giờ 45 các anh chị ha để uh, chúng ta cùng nhau đọc sách phân tích sách để nâng cao cái tư duy của mình lên óc à, ốc phân tích và cái độ nhạy bén xử lý của não bộ mình lên các anh chị nha rồi rất là tuyệt vời xin chào hẹn gặp lại